chuyện đi. Quay lại. Sầu riêng nha mọi người, mua cho khách này. Ngon nước nách luôn. Còn ráo mọi người, mới chín tới nè, khách em thích ăn ráo khô như vậy nha. Khách mới nha. Dở mặn. Ngon lắm nè mọi người, béo nè. Ráo ở ngoài nhà công béo ngoại. Xịn quá. Không? Hạt lép nè mọi người thấy không? Hạt lép nha. Đó, qua đây nè con. Lép nè. Qua đây con. Rồi giờ em bán nhiều nhưng mà giờ em mới có thời gian quay cho khách coi nè. Mẹ biết rồi. Ok, mẹ biết rồi. Ngon quá trời ngon. Ăn tranh thủ nha, lên đơn ăn xiếc nha. Bây giờ em xiếc ăn lập đó nha mọi người. Bây giờ em xiếc cho ăn lập nha. Khách ăn thì nhắn em nha. Ngọc, lại đuổi rồi Ngọc. Đi, quay ra đây coi. Nó mới chín tới ráo nên phải biết khui chứ không biết khui là nó nát cái cơm rồi nó dở. 1, 2, 3. Ngon chưa Vy? Ngon, nó ngon. Ngon lắm nha mọi người, mới chín tới nè. Ô cực kỳ luôn. Béo ngọt đậm nha khách. Hàng bé nha. Cho mọi người coi hạt của nó nè. Đó, hạt lép này thấy không? Hơi cao lên tí coi. Hạt lép nha mọi người. Cơm mới chín tới là nó như vậy nha. Mình ăn nó ngọt béo nha. Khách của em thích ăn như vậy á. Cái này muối nhiều ghê. Mình từ nghèo khó đi lên sang giàu, ta phải biết quý đông tiền sự màu. Tôi đi lên bằng đôi tay của mình, bạn và tôi chung quy hai ta chẳng giống nhau. Nay mới tuyển được nữ nhân viên nha mọi người. Đưa họ lên. Nữ nhân viên này. À bé Duyên. Ủa Duyên ơi, em có ở nhà không? Lấy sầu riêng nè, chị Khôi bỏ sẵn tủ lạnh rồi đó. Trời, một trái mà khui ra quá trời, quá đắt muối luôn. Đây. Hạt lép nè. Mọi người ăn thì nhắn em nha, em còn nha mọi người. Còn vài trái nha. Các ăn thì nhắn em. Nên em về liên tục nha, sầu riêng Thái Đắk Lắk nha mọi người. Sầu riêng Thái Buôn Ma Thuột nha. Rồi. Rồi, rồi, kết thúc đi con. Nó hết chỗ kết thúc này. Yeah, I'm so good at that.
Mà cũng em mới chín tới nè, hôm qua em hết sầu riêng nè. Tôm nha khách. Ngọt béo đậm lắm nha mọi người. Ngọt kinh khủng, ngọt béo đậm nha. Khui cơm thì nhắn em khui dao luôn nha khách. 270.000 một ký cơm. Đỡ mỏng lên. Cá thì 90.000 một ký nha mọi người. Cơm sầu riêng nè em nha. Cơm bao ngon luôn. Cơm hôm nay mới chín tới nha mọi người. Nó khô mà dẻo ngọt đậm nha. Giỏ mỏng lên. À, một trái biếu hay là ăn gì nhắn em luôn. Giỏ mỏng lên. Giờ em chuẩn bị đi ship ăn lập đó nha mọi người. Khách ăn lập ăn thì nhắn em luôn nha. Cơm mà mua nhiều á thì em có giá tốt hơn. Mua cơm mà mua nhiều á thì em sẽ giảm giá nha mọi người.
sầu riêng Thái nha, cơm vàng, vỏ mỏng, hạt lát nha. Cơm ra nha, cơm mới vừa chín tới, bao ngọt ngọt béo ráo khô nha khách. Khách ăn nhắn em xếp luôn nha, em giao khu vực ăn lập nha mọi người. Vỏ mỏng nha, vỏ mỏng này. Rồi, bye bye mọi người nha, ăn nhắn em nha.